Bà Nguyễn Thảo, bác sĩ ơi, bé nhà cháu 3 tháng 20 ngày. Mấy hôm nay hơi nóng 37 độ 2, 37 độ 5, hơi quấy mẹ, hơi biếng ăn hơn bình thường, chảy nhiều dãi và hay cho tay vào miệng, có phải sắp mọc răng không? Cháu bình thường ăn 1.000 ml ngày, hôm nay chỉ ăn được 800, như vậy có sao không? Càng lớn nó lại giảm cái lượng ăn đi là bình thường. Ví dụ các bạn thông thường lại nghĩ vậy là sao, lúc khoảng 3 tháng đầu nó ăn được nhiều như thế này, bây giờ lớn tuổi hơn nó phải ăn nhiều hơn mới đúng chứ. Không phải đâu, cái kiểu của em bé nó lại ngược lại, nó không như vậy. 3 tháng đầu nó có thể ăn nhiều và nó tăng cân rất nhanh, tầm cân 2 đến cân rưỡi một tháng. Nó tăng nhanh như vậy rồi, xong sau đó đến 3 cái tháng sau ấy, nó sẽ chững hẳn, nó sẽ ăn ít hơn và nó ăn nhởn nhơ. Và cái độ tăng cân của nó sẽ xuống, nó chỉ tầm khoảng 600 đến 800 g trên một tháng, để nó ổn định cân đối cái mức cân nặng của em bé. Lên cái chuyện là không phải càng 1, 2, 3, 3 tháng đầu mà ăn 1.000, xong là đến tháng thứ 4, tháng 6 lại muốn nó ăn nhiều hơn, không phải đâu. Nó có thể giảm xuống, thì còn 600 với 800 là bình thường, không phải là bị bệnh gì. Đấy là nhắc luôn để cho bạn là trong những cái trường hợp em bé bình thường vẫn có thể xảy ra. Còn ở em bé nhà bạn đây là có những cái biểu hiện cho cái tình trạng là có thể mọc răng. Nó sẽ hay chảy nước miếng nhiều. Hâm hẩm sốt, người tăng nhiệt độ nhẹ và nó hay đưa mọi thứ vào miệng để nó cắn. Câu hỏi của bạn Kim Xuyến, bác sĩ cho em hỏi, con em 5 tháng mà thấy hơi lười bú. Em đang bú song song sữa công thức và sữa mẹ, trung bình bú từ 120 160, có lúc ít hơn. Khoảng cách giữa các cữ bú là 4 tiếng, lúc bé gần 3 tháng bú được cữ 150. Sau đó em tăng lượng sữa và dặn cữ mẹ bú được lên 180, hợp tác tốt, nhưng tầm 4 tháng bé bắt đầu lười bú và kéo dài đến bây giờ. Vậy bé em có phải bình an sinh lý không, mà có cần bổ sung gì không? Là bình an sinh lý và không cần bổ sung gì, cũng như cái đoạn bên trên mình vừa chia sẻ của bạn gì đấy. Đó là cái sự cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể em bé. 3 tháng đầu nó ăn rất nhiều, nó tăng cân nhanh. Sau đấy là nó có xu hướng là nó tăng cân chững lại, nó ăn ít hơn mà nó nhở nhơ hơn, đấy là bình thường của con thôi. Một cái sự điều chỉnh để cân nặng của em bé nó dễ chuẩn hơn thôi ạ. Chứ nếu mà nó cứ ăn như những cái tháng đầu mà nó tăng cân vù vù những tháng đầu thì nó sẽ bị béo phì mất, nó cơ thể nó tăng nhanh quá là các cơ quan khác trong cơ thể nó không kịp, đặc biệt là cái hệ xương. Câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Ánh. Bé nhà em 4 tháng mấy ngày mà sao ngủ ít lắm, bé ngủ khoảng nửa tiếng, bú xong ngủ chốt dậy chơi, vậy có thiếu chất gì không? Không, đây là cái ngủ ban ngày đây. Ban ngày tầm khoảng sau 3 tháng thì em bé dễ có cái kiểu ngủ này rồi, bởi vì nó thích hóng chuyện hơn.